sau khi trở về từ Nha Trang về Tuy Hòa thì mình sẽ đi tắm biển vào buổi sáng hôm nay nha mọi người. Thì mọi người thấy này, bầu trời thì đang rất là nắng, rất là nóng nực, thì phải đi tắm biển để giải mát thôi chứ sao giải tỏa thì sao giờ. Thì bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi mọi người, thì mình và mẹ và em gái mình sẽ đi ra quảng trường 1 tháng 4 để chơi xe điện đụng nha mọi người. Thì đã tới quảng trường 1 tháng 4 rồi thì mình sẽ bắt đầu chơi thôi nha. Giá ở đây là 50.000 20 phút cho một lần đi nha mọi người. Còn chơi xe điện đụng là tốn 50.000, kinh thật sự. Xe điện đụng xong thì mình sẽ xuống biển nha mọi người, xuống biển nhanh vào mát tí. Cùng sala resort uống cà phê và nghe nhạc buổi tối nha mọi người.
Đào Việt Quốc. Ngoài kia đèn đèn ở biển, còn đây là trong hồ bơi, quán cà phê. Ok, bây giờ thì mình đi về nha mọi người ạ. Thì mình cũng sẽ tập những video khám phá Tuy Hòa ngày đầu tiên tại đây. Nếu bạn thích video này hãy cho kênh một like, share, subscribe nhé. Mọi người đi cùng chơi mình thành. Hẹn có video mới còn dịch thì bye bye. Hẹn gặp mọi người ở các video clip tiếp theo.